cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ rất hay diễn ra trong khuôn khổ vòng thiêu thứ 14 của giải cờ tướng ra các bên tái mùa giải năm 2020. Trận cờ có những đường phi đao ở phần khai cuộc rất hay đến từ tài năng trẻ của làng cờ tướng Trung Quốc Hứa Văn Chương. Bên đầu đi tiên là Tượng Kỳ Đại Sư Lục Vị Thao và đối thủ trong bản đồ trên tay cờ trẻ hàng đầu của làng cờ tướng Trung Quốc anh Hứa Văn Chương. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chi 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 Tướng quân. Chi
将军。吃吃吃将军吃Và sau tình huống cờ tách tốt để tấn công vào con tốt lộ biên thì bên tiên trong thực chiến, cao thủ cầm bên tiên là Lộc Vĩnh Thao đã phải buông cờ xin thua khi mà bên đen có một trận đánh rất hay. Với tình huống phế mã đầu khai cuộc để tìm cách tấn công và khoan phá vào trận hình phòng thủ của bên tiên. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về phần đánh trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.